Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Film & More của mình. Vậy là sau khi lỡ hẹn với chú Ma Đông Sóc với The Roundup, cuối cùng khán giả Việt lại có thể được thấy Ma Đông Sóc hay với nghệ danh nước ngoài Don Lee tái xuất trên màn ảnh lớn. Tuy nhiên, khác với hình ảnh thường thấy với một Ma Đông Sóc khiến đối thủ như trời giáng chỉ bằng một cú tát, thì lần này chú đã trở về sở trường tổ hài của mình sau 3 năm kể từ bộ phim Startup. Đặc biệt, lần này nếu ai là fan của chú thì chắc sẽ có hơi thất vọng một chút, vì ngoài tổ hài ra, cả cuốn phim chú chỉ vung nắm đấm đúng một lần duy nhất. Điều này có thể khiến cho fan cứng của chú thấy tiếc vì không được thấy chú trổ tài võ nghệ trên màn ảnh rộng. Nhưng đây chính là một hướng đi mà chú Ma Đông Sóc có thể sẽ hướng đến sau này. Và bộ phim The Man of Plastic, Ông Trùm Móng Má là một dự án khởi đầu cho hướng đi mới của chú. Vậy bây giờ, mình mời các bạn hãy đi vào bài phân tích của mình xem chú Ma Đông Sóc trong Man of Plastic, Ông Trùm Móng Má sẽ như thế nào nhé. Chuyện phim gốc có tên tiếng Hàn là Ap Khu Chong, đặt theo tên một khu nằm trong quận Cang Nam, và Che Cúc là một ông trùm thế giới ngầm nắm giữ địa bàn này. Vâng, chú Ma Đông Sóc vẫn sẽ là một ông trùm, nhưng lần này là một ông trùm vô cùng màu me, và đáng buồn cho fan của chú là ông trùm lần này đã về hưu. Trùm cũng phải biết cập nhật tình hình, xu hướng theo dòng chảy kinh tế thôi. Ông trùm Che Cúc cảm thấy bây giờ đánh đấm, bảo kê đã lỗi thời và cũng không còn kiếm được nhiều tiền như trước. Ông bắt đầu chuyển hướng sang thế giới tư bản. Ông bắt đầu nảy ra một ý tưởng kinh doanh bùng nổ, đó là lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Bối cảnh này Hàn Quốc vẫn chưa thật sự nổi tiếng với ngành phẫu thuật thẩm mỹ, tất cả chỉ trong nội địa. Ông trùm Che Cúc đã thấy được một triển vọng mới trong ngành này và bắt đầu tìm người cộng tác mở bệnh viện. Anh tìm được Chiu từ một tay đàn em sau khi biết anh ta từng là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất khu này, cũng từng là đồng viện trưởng với một bác sĩ khác. Tuy nhiên, sau khi bệnh viện ăn nên làm ra, tay bác sĩ còn lại tìm cách tống Chiu đi bằng một thủ đoạn tinh vi. Cuối cùng Chiu không những mất chức mà còn bị cấm hành nghề và ngập trong nợ nần. Ông trùm Che Cúc bằng quyền lực ngầm của mình đã hỗ trợ Chiu trả nợ và ngỏ ý muốn cộng tác cùng anh. Nhưng Chiu sau khi bị chơi một vố, giờ đây anh sống khá bất cân và chẳng tin tưởng vào bất cứ ai. Công việc của anh giờ đây chỉ làm công việc phẫu thuật chui giùm bác sĩ khác. Nhưng trước màn chào mời vô cùng tư bản của ông trùm Che Cúc, Chiu tham vọng muốn lấy lại danh tiếng với tài năng của mình. Anh bắt tay hợp tác cùng ông trùm Che Cúc và cô em thân thiết của ông là Mi Jong. Họ hợp tác vô cùng hưng thịnh, phòng khám của họ bỗng chốc biến thành khu phức hợp thẩm mỹ. Tiếng tăm nổi lên như cồn, thu hút được cả đầu tư nước ngoài và dần trở nên dẫn đầu trong ngành thẩm mỹ tại khu Ap Khu Chong. Thế nhưng đồng cam thì được, đồng lạc thì không. Khi trở nên thành công, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Chiu bắt đầu tính toán nhờ tài năng của mình mà phòng khám mới trở nên thành công. Tình anh em của họ bắt đầu rạn nứt khi so đo tính toán thiệt hơn, cộng thêm một màn đâm lén từ những người nội bộ, khiến cả hai phải đi tù và mất hết tài sản. Cuối cùng họ gặp lại nhau sau khi ra tù. Khi bối cảnh giờ đã khác, ngành thẩm mỹ Hàn Quốc bây giờ không chỉ nổi danh trong một khu vực Ap Khu Chong nữa mà đã lan rộng ra cả quốc tế. Họ gặp lại nhau và liệu tình nghĩa anh em có chắc bền lâu của họ sẽ như thế nào? Như mình đã nói ở trên, trong phim này chú Ma Đông Sóc vẫn vào vai một ông trùm, nhưng chú sẽ không đánh đấm nữa. Nếu so với Startup trước đó thì bộ phim này của chú cũng không thuần là hài. Các miếng hài của chú vô cùng tiết chế, thế nhưng mọi miếng hài đều đảm bảo độ duyên dáng. Dự án lần này chính chú Ma Đông Sóc bỏ tiền ra sản xuất và chú giao quyền cầm trịch dự án này cho một đạo diễn từng cộng tác với chú trong Ordinary People vào năm 2018. Chúng ta luôn được biết đến với một Ma Đông Sóc vô cùng ngầu trong tư cách một ông trùm hay một viên cảnh sát với những cú đấm, cú tát làm nên thương hiệu của chú. Và tất cả các phim với thương hiệu Ma Đông Sóc thì dường như khán giả chỉ tập trung vào chú và chẳng quan trọng dàn cast phụ là những ai. Và các nhân vật mà chú hóa thân luôn theo chủ nghĩa anh hùng và chẳng khác gì một siêu anh hùng. Và có lẽ hình mẫu này đang làm chú cảm thấy chán và bị đóng khung. Vì thế kể từ bộ phim The Gangster, The Cop, The Devil được đề cử tại liên hoan phim Cannes, các nhân vật phe đối thủ với Ma Đông Sóc được xây dựng trở nên nặng đô, khó xơi hơn rất nhiều. Về mặt diễn viên, chú Ma Đông Sóc cũng bắt đầu mời những diễn viên tên tuổi tiếng tăm hơn, thay vì chỉ là những tên tuổi bị lu mờ, chẳng ai biết đến sau khi xem phim của Ma Đông Sóc. Trong The Roundup vừa qua, chúng ta bắt đầu thấy những điều này khi chú mời diễn viên Son Sok-gu vào vai phản diện. Và nhân vật phản diện này cũng vô cùng nguy hiểm, khó xơi, có thể nói là khả năng chiến đấu 1-9-1-10 với nhân vật của Ma Đông Sóc. Đây cũng là cách thức hay khi mọi người luôn mặc định nhân vật của Ma Đông Sóc là vô địch và luôn chiến thắng. Chú cần phải thử thách hơn trong cách xây dựng các nhân vật của mình bằng cách làm cho họ yếu đi một chút. Cuộc chiến sẽ cân bằng, tạo độ hồi hộp sẽ dễ dàng thu hút hơn. Còn một điều nữa đó là các phim của Ma Đông Sóc thường giới hạn độ tuổi vì những cảnh bạo lực. Còn đối với fan Việt Nam thì dù chú có là ông hoàng phòng vé Hàn Quốc thì dường như khán giả Việt chỉ được xem phim chú ở nhà vì phim không qua nổi khâu kiểm duyệt tại Việt Nam. Vì thế chú Ma Đông Sóc cần mở rộng độ tuổi fan hâm mộ của mình hơn nữa với những bộ phim có tính chất giải trí, comedy hơn, và Ông Trùm Móng Má đã làm được điều đó.
để thu hút hơn, Madong Sok cũng cố gắng để bộ phim trở thành một bộ phim principal, tức là các dàn diễn viên đều có thời lượng xuất hiện trên phim ngang bằng nhau. Chú mời cả một dàn cast hùng hậu như Jong Yong-ho. Thời điểm này anh vốt cùng thành công với series Hospital Playlist, lần này cũng là bác sĩ nhưng phiên bản này bết bát hơn một xí. Cùng những tên tuổi lớn khác đều quen mặt với fan phim Hàn như Oh Na-ra hay Oh Yeon-so. Tuy nhiên điều này chúng ta vẫn chưa thấy được ở bộ phim này. Bộ phim vẫn chưa thể là một bộ phim principal mà chú mong muốn vì khán giả vẫn chỉ tập trung nhiều vào Madong Sok. Các diễn viên còn lại dường như vẫn bị lấn át. Tóm lại, đây là một bộ phim thuần giải trí, không hơn không kém với những công thức cũ. Bộ phim cũng có comedy châm biếm giới thẩm mỹ như những tay bác sĩ yếu kém, những tay buôn thuốc lậu, hay một xã hội mà tài năng bị thua chột, bị chèn ép đã biến một bác sĩ vốn nhiệt huyết và tài năng như Chiu trở nên bất mãn, mất niềm tin. Và nhân vật ông trùm đề cút của Madong Sok trở thành một nhân vật chữa lành, hàn gắn cho Chiu. Một thế giới lừa lọc, chà đạp ta, không đồng nghĩa ta mất niềm tin một cách cực đoan. Đôi lúc cũng cần chút niềm tin, không chỉ với bản thân mà cả đối phương. Vì nếu đã cộng tác mà không tin tưởng, chỉ tạo điều kiện cho những kẻ khác tìm cách chia rẽ, ngư ông đắc lợi. Hãy ra xem bộ phim với một tinh thần giải trí nhất có thể. Còn nếu những ai mong muốn thấy chú Madong Sok đánh đấm, thì các bạn đành phải chờ dự án The Outlast của chú vào năm sau. Một dự án đầy hứa hẹn khi lần này chú Madong Sok vừa phải đối mặt với gia đình tài phiệt, vừa phải đối mặt với bằng đảng Yakuza. Các bạn và mình cùng đón chờ xem nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết bài phân tích hôm nay của mình. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một subscribe, like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Các bạn cũng có thể để lại cảm nghĩ của các bạn dưới phần comment, mình sẽ đọc nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn xem phim vui vẻ và hẹn gặp các bạn ở một video khác tại Film & More nhé. Bye bye, see ya.